Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình Trung Đông và Hoa Kỳ. Quý vị, hôm nay là ngày 7 tây tháng 10, đánh tròn đúng một năm đất nước Do Thái bị khủng bố và dẫn tới một cuộc chiến tại Trung Đông ở giải Gaza và bây giờ là ở miền nam Lebanon. Và một năm trước đây, thì à, lực lượng Hamas đã tấn công vào phía nam của Do Thái, sát hại 1.200 thường dân vô tội. Đồng thời, họ bắt giữ 251 con tin và khiến cho chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, một chính quyền bảo thủ, đã phải mở cuộc chiến tại giải Gaza để có thể tấn công và tiêu diệt nhóm Hamas. Và hôm nay đúng tròn một năm. Và quý vị, một năm qua thì cuộc chiến tại Trung Đông và hành động giả mang tàn ác của khủng bố Hamas đã dẫn tới sự thay đổi rất nhiều, không những là tại Hoa Kỳ, mà kể cả một số những cái vị trí nóng trên thế giới. <laughs> quý vị hôm nay cái bài nói chuyện của tôi là liên quan tới đúng tròn một năm cái tác động của cuộc chiến này và cuộc khủng bố ngày 7 tây tháng 10 nó không khác gì với cuộc khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11 tây ngày 11 tây tháng 9 năm 2001 quý vị đó là những gì mà tôi nhìn thấy được và nó cũng cho người ta thấy rõ là à, thế giới cần những gì đất nước Hoa Kỳ cần những gì. Quý vị chúng ta lướt qua tất cả những cái bản tin trong ngày hôm nay trước đi. Rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là tác động của cái hành động giả mang của Hamas đã dẫn tới việc mà cục diện thế giới và Hoa Kỳ thay đổi như thế nào. Quý vị đầu tiên hết là tổ chức ADL tức là tổ chức chống phi bán báo cáo là trên 10.000 cái biến cố bài do Thái đã xảy ra tại Hoa Kỳ kể từ ngày 7 tây tháng 10. Một cuộc thăm dò mới nhất của tổ chức gọi là Anti-Defamation League À, cho thấy rằng là những cái biến cố chủ nghĩa bài do thái tại Hoa Kỳ đã tăng một cách khủng khiếp từ ngày 7 tháng 10 sau khi mà Hamas tấn công do thái và theo dữ liệu cho biết thì à, họ nói nó gia tăng tới 200% trên 10.000 cái biến cố được báo cáo và trong đó thì ba so với lại năm trước đó chỉ có 3.325 biến cố mà thôi và con số được xem là cao nhất mà ADL đã bắt đầu theo dõi dữ liệu này từ năm 1979. Tổng giám đốc của ADL là Jonathan Greenblatt đã lên tiếng cho biết hôm nay chúng ta tưởng niệm à, cái biến cố ngày 7 tây tháng 10, Hamas tấn công do Thái và một năm kể từ một cái cuộc thảm sát người do Thái tệ hại nhất à, bắt đầu kể từ thời của Holocaust và à, phong ngày hôm đó thì người à, à, người do Thái à, người Hoa Kỳ do Thái đã không còn một cái giây phút được bình yên và theo đó chúng ta đối diện với một cái à, sự sửng sốt về cái sự đe dọa của chủ nghĩa bài do Thái và có thêm những cái cuộc bạo động nhắm vào đất nước do Thái và người à, do Thái giáo ở tất cả mọi nơi biến cố này đã được gia gia tăng và trong đó bao gồm cả việc mà sách sách nhiễu phá hoại và tấn công về mặt tâm lý theo chương trình của ADL đặt ra trách về vấn đề gọi là cực đoan và đa số các biến cố này 8.015 biến cố được xem là có những cái, cái ngôn ngữ à, vì à, gọi là sách nhiễu và có ít nhất là 1.200 cái biến cố đã diễn ra trong các cái khuôn viên trường đại học tăng 500% so với năm trước đó và à, tổng cộng là khoảng 200 cái biến cố đây là bản báo cáo của Edigel, tức là một tổ chức chống phỉ bán của à, à, ở Hoa Kỳ đây là một tổ chức bất phụ lợi và thường xuyên theo dõi tất cả những cái dữ liệu liên quan tới chủ nghĩa cực đoan thưa quý vị bên cạnh đó thì à, cựu tổng thống Trump trong ngày hôm nay cũng sẽ có mặt ở trong một cái ngôi mộ của một người cốt công kiến lập tất cả à, cái à, sinh hoạt của người do thái trên toàn thế giới và ông sẽ vinh danh những nạn nhân đã bị thảm sát trong cái biến cố ngày à, à, 7 tây tháng 11 năm ngoái. Quý vị, tổ chức à, bảo vệ di sản của người do thái cho biết là cựu tổng thống trump sẽ vinh danh tất cả những nạn nhân của ngày 7 tây tháng 10. Trong một cái à, lời phát à, phát biểu và đưa ra thì à, tổ chức bảo vệ di sản của người do thái loan báo vào hôm chủ nhật là cựu tổng thống trump sẽ đến vinh danh những nạn nhân của cuộc thảm sát của Hamas ngày 7 tây tháng 10 khi mà ông viếng thăm ngôi mộ của Rabbi Menachem Meadow Nissen ở tại Queens, New York và à, chúng ta thấy được à, mười, à, cho thấy được phản ảnh về cái tình trạng của tổng thống à, về cái tình trạng này và tổng thống trump sẽ nhấn mạnh à, về cái vấn đề cầu nguyện và đoàn kết đó là lời phát biểu của Rabbi khatrood à, đã viết trên như trên và quý vị à, ông Rabbi Menachem medo được xem là một trong những người lãnh đạo một cái phong trào rất nổi tiếng tại do thái phong trào này có tên là chabad lubavitch đây là cái phong trào mà à, giúp cho cái nhóm do thái đã từng bị thảm sát dưới thời của Holocaust, gần như bị diệt chủng. đã tái lập lại được cái phong trào này và gây ảnh hưởng cho cộng đồng Do Thái và ông được xem là người đã xây dựng một cái mạng lưới trên toàn thế giới trong đó gồm có những trung tâm giáo dục và xã hội, những trung tâm cai nghiện ma túy và chăm sóc cho người khuyến tật cũng như là xây dựng tất cả những giáo đường cho người Do Thái. Ông qua đời năm 1954 và tức là 9 năm sau khi mà cuộc thảm sát của người à, cuộc thảm sát của Đức Quốc xã đối với người Do Thái xảy ra và đây là cái ngôi mộ của ông ở tại Queen. và ông được xem là người được tôn trọng nhất trong cộng đồng người Do Thái ở tại Hoa Kỳ. Thì quý vị, ông Trump sẽ tới viếng thăm ngôi mộ này để vinh danh các nạn nhân. Bên cạnh đó thì quý vị, Đảng Cộng hòa hầu hết tất cả thành viên của Đảng Cộng Hòa ở trên sàn Thượng viện lẫn Hạ viện đã bắt đầu lên tiếng và nói rằng cái biến cố ngày 7 tháng 1 là biến cố không thể quên được. Và Hoa Kỳ vẫn là một cái uh, quốc gia đồng minh cốt lõi và sẵn sàng ủng hộ cho Do Thái Quyền tự vệ chống lại sự diệt chủng đe dọa từ những kẻ thù bên ngoài và đây là một trong những cái chi tiết mà chúng ta thấy được là các thành viên của đảng cộng hòa đã đánh dấu ngày 7 tháng 10 một năm khi mà cuộc chiến của Hamas và do Thái vẫn tiếp tục trong đó thì thượng nghị sĩ Johnny Earth đã dẫn đầu các thành viên của đảng cộng hòa ở trong cái à, à, thượng viện giới thiệu một cái nghị quyết vào ngày thứ hai lo ngại về cái cuộc à, tấn công của Hamas à, khủng bố vào do Thái à, và nhắm vào thường dân đúng một năm trước đây và toàn bộ cái nghị quyết này là lên án hành động khủng bố của hamas và ủng hộ cho việc mà gọi là sự sống còn vĩnh viễn của người do thái và cùng một lượt sẽ bác bỏ tất cả những cái tham vọng của hamas là sẽ có cái quyền lực ở khu vực và bảo đảm cái sự an toàn và trả tự do cho các công ty hoa kỳ đang bị giam giữ tại giải gaza đây là một trong những cái bản lên tiếng của các thành viên của đảng cộng hòa tại thượng viện quý vị như vậy thì chúng ta qua những cái bản tin này chúng ta thấy được rõ ràng à, hai điều điều thứ nhất là kể từ khi mà Hamas tấn công vào lãnh thổ của Do Thái thì quý vị nó đã khuyến khích và nó đã truyền cảm hứng cho những kẻ đi theo chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa chống lại sự phục quốc của người Do Thái bùng nổ khắp nơi trên thế giới và quý vị thấy được cái bản báo cáo của ADL là trên 10.000 cái biến cố trên 10.000 cái biến cố theo, theo cái chủ nghĩa bài do thái và chống lại sự phục quốc của người do thái đã diễn ra không những tại Hoa Kỳ mà khắp nơi trên thế giới và gia tăng 200% <laughs> nhìn theo cái góc cạnh à, tôi gọi là tích cực của vấn đề này thì à, tôi cho rằng nó là một cái điều à, tờ, có có một cái dấu hiệu tích cực tức là trước đây quý vị cái chủ nghĩa bài do thái kể từ khi chấm dứt đệ nhị thế chiến tới bây giờ nó vẫn âm mỹ nằm trong các xã hội của Tây phương trong đó Hoa Kỳ, Âu Châu và kể cả Trung Mỹ và Nam Mỹ. Thì quý vị, cái chủ nghĩa bài do Thái này nó vẫn âm ỉ ở đâu đó và vẫn có những cái ngôn ngữ, vẫn có những hành động thù ghét đối với người do Thái và đặc biệt là người Jewish, tức là người do Thái giáo. Thì quý vị, nó âm ỉ nhưng mà nó không lộ diện. Cho tới cái biến cố ngày 7 tháng 10, thì những kẻ mà được xem là đi theo chủ nghĩa bài do Thái, và những kẻ đi theo chủ nghĩa gọi là chống lại sự phục hưng của người Do Thái và phục quốc của người Do Thái đã bộc lộ ra tất cả và họ cho rằng đó là thời điểm tốt để tiêu diệt Do Thái. Do đó quý vị, họ đã kích động tất cả những cái biến cố không những là tại Hoa Kỳ và trên toàn Âu Châu trong cái chủ nghĩa bài Do Thái. Và có thể thấy bản báo cáo đó là thấy và nó kích động rất nhiều. Chúng ta đã chứng kiến từ hội đầu năm tới bây giờ trong các khuôn viên trường đại học. Trong các khuôn viên trường đại học. Và thứ hai, nó cũng giúp chúng ta nhìn rõ được nhìn rõ được những phần tử ủng hộ khủng bố nấp trong lòng của đất nước Hoa Kỳ. Quý vị thấy trong những cái cuộc à, biểu tình mà gọi là kêu gọi à, ngưng chiến, à, kêu gọi à, à, ngưng chiến tại giải Gaza đã xuất hiện những phần tử đeo những biểu tượng của tổ chức khủng bố Hamas, thậm chí là cờ ở trên trán họ đeo và họ sơn xịt tất cả những cái à, bức tường với cái chữ Hamas. Và quý vị, trên quy tắc thì à, Hoa Kỳ và Âu Châu vẫn xem Hamas là một tổ chức khủng bố thì tất cả chúng ta nhìn thấy trong một năm qua và cái biến cố này chúng ta đã chứng kiến được trong một năm qua và hiện nay thì gần như là cái chủ nghĩa bài do thái vẫn tiếp tục và nó lan rộng ra mặc dù nhiều chính phủ ở Âu Châu và Hoa Kỳ đã bắt đầu cứng rắn và có áp lực cứng rắn với những chủ nghĩa gọi là bài do thái nhưng những cái này giống như tôi nói nó đã âm ỉ trong cái thời gian từ chấm dứt thời đại nhà chiến tới bây giờ từ thế hệ này qua thế hệ khác nó ẩn nấp trong các cái cơ cấu của chính quyền liên bang. nó ẩn nấp trong các cái trường đại học và nó ẩn nấp ở trong cái, cái lĩnh vực giải trí thể thao kể cả truyền thông và do đó quý vị nó lần này cái cuộc gọi là cái cuộc thám sát này nó làm cho tất cả mọi thứ được phơi bày ra trước ánh sáng tuy nhiên thì quý vị đó là cái nhìn của tôi là cái nhìn góc nhìn tích cực là những cái uh, thù hận được chôn giấu kỹ và âm thầm bây giờ bị phanh phui ra và bị mở ra trước ánh sáng. Đó là cái tích cực mà tôi nhìn thấy được từ trong cái uh, <laughs> cái biến cố này. Điều thứ hai, tầm ảnh hưởng của Trung Đông nó đã thay đổi được cái cục diện của thế giới. Trước đây quý vị, trước khi mà có cái cuộc đà, gọi là tấn công của Hamas vào lãnh thổ Do Thái ngày 7 tây tháng 10 thì quý vị nếu mà tính từ dấu mốc đó từ đó trở về trước đặc biệt là tháng 2 năm 2022, lúc mà Nga tấn công Ukraine, thì quý vị gần như là khối NATO đều thụ động. Cả một khối NATO đều thụ động chỉ có áp dụng lệnh cấm vận trừng phạt kinh tế và tiếp sức cho Ukraine ở một cái mức độ chân mực nào đó thôi. Tức là hỗ trợ vũ khí và tài chánh ở mức độ chân mực nào đó thôi và có rất nhiều những giới hạn. Và đa số những vũ khí ban đầu à, gửi cho Ukraine đều là những vũ khí được xem là khá là hậu. Nhưng kể từ khi mà xảy ra biến cố ngày 7 tháng 10, thì cục diện thế giới đã khác đi. Họ bắt đầu nhìn thấy được... <laughs> lỗi, quý vị. Họ thấy được cái uh, quan điểm mạnh mẽ của chính quyền ông Netanyahu khi mà trấn áp... <laughs> trấn áp lực lượng Do Thái. xin lỗi quý vị, trấn áp lực lượng Hamas ở tại giải Gaza. Ông Netanyahu đã có những cái hành động mạnh mẽ và đưa quân vào giải Gaza tàn phá tất cả những hạ tầng cơ sở mà Hamas đã đầu tư trong mười mấy hai chục năm qua. Thì quý vị, mặc dù cuộc chiến này có gây thiệt hại một lớn cho thường dân, tuy nhiên đổi ngược lại, đổi ngược lại Hamas đã mất toàn bộ cái lực của họ ở tại Trung Đông. Tức là cái uh, mạng lưới khủng bố của họ đã không còn đủ sức để mà uh, gọi là khống chế một phần nào đó ở Trung Đông và cũng như là không còn đủ sức để có thể thực hiện những ý đồ khủng bố của họ. Chính cái hành động này đã dẫn tới tình trạng mặt khối NATO đã bắt đầu có thay đổi quan điểm, có vẻ cứng rắn hơn và đồng ý cho Ukraine có được những cái à, à, vũ khí tối tân hơn và à, trong đó có F16 có những dàn hỏa tiễn tầm xa, có những cái à, loại vũ khí tối tân hơn để chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Thì quý vị, nhờ cái cuộc chiến của Nga gọi là cái biến cố ngày 7 tháng 10 và thái độ dứt khoát cũng như là cái thái độ à cứng rắn của ông thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái đã thay đổi được một phần nào quan điểm của Âu châu khi mà bắt đầu tỏ ra thái độ cứng rắn hơn đối với Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Thì quý vị, đây là cái tác động của biến cố ngày 7 tháng 10 mà tôi nhìn rằng tôi nhìn theo cái chiều hướng tích cực. Tôi nhìn thấy được điều này, tức là Âu Châu đã bắt đầu có một cái uh, chính sách cứng rắn hơn. À, cho so phép có một giây. Thì quý vị, chúng ta thấy được sự thay đổi của NATO trong chính sách hỗ trợ cho Ukraine. Trong đó bao gồm luôn việc mà sử dụng cái nguồn tài sản đóng băng của Nga để mà hỗ trợ cho Ukraine, tăng cường lệnh cấm vận, cho phép Ukraine có thêm những vũ khí được xem là thưởng thẳng hơn, trong đó gồm các chiến đấu cơ F-16 và kể cả những cái dàn bệ phóng hỏa tiễn tầm xa, kể từ sau ngày 7 tháng 10. Thì quý vị, rõ ràng, cái sự cứng rắn của ông Benjamin Netanyahu đã tác động rất mạnh <laughs> vào cái chính sách của Liên Hiệp Âu Châu nói riêng và khối NATO nói chung đã có một cái thái độ mạnh mẽ hơn đối với lại cái sự gọi là tham vọng của Nga và cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine. Đây là những gì mà tôi nhìn ra từ cái biến cố ngày 7 tháng 10. Và quan trọng nhất tại Hoa Kỳ, biến cố ngày 7 tháng 10 đã khiến cho khối cử tri nhận rõ hơn những gì đã xảy ra và họ bắt đầu bình tĩnh hơn. Quý vị thấy là sự bình tĩnh của khối cử tri này đã được bộc lộ rõ từ hồi tháng Giêng cho tới bây giờ. Tức là sự cứng rắn của ông Netanyahu sau cái biến cố này với thái độ dứt khoát thì quý vị và cái chủ nghĩa bài do Thái bùng nổ tại Hoa Kỳ. Ngay sau cái biến cố này thì quý vị nhìn thấy rõ ràng người dân Hoa Kỳ đứng về phía nào. Xưa nay quý vị 30 năm qua dưới cái chính sách nhu nhược và cái chính sách mềm dẻo của đảng Dân Chủ từ thời của Bill Clinton, ai cũng nghĩ rằng cái giải pháp hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ là cần thiết. Nhưng sau cái biến cố ngày 7 tháng 10, tất cả đều nhận ra đây là một cái giải pháp sai lầm. Đây là một cái giải pháp sai lầm và chưa thích hợp cho giai đoạn này. Bởi vì đã có đã mặc dù trên thực tế trên uh, chính thức chúng ta chưa có một quốc gia Palestine. Nhưng trên thực tế, người Palestine đã quản trị những vùng đất của họ, trong đó gồm có giải Gaza và vùng Tây Ngạn. <laughs> và quý vị, giải Gaza thì Hamas cai quản, còn vùng Tây Ngạn thì PA, tức là Palestine Authority, họ cai quản vùng Tây Ngạn. Sau cái biến bố của ngày 7 tháng 10, thì quý vị thấy rõ ràng là không thể nào có cái giải pháp hai lãnh hai quốc gia trên vùng lãnh thổ ở giai đoạn này. Tại vì người Palestine đã bị tẩy não, đã bị brainwash. Do đó, họ chỉ nuôi dưỡng thù hận tiêu diệt Do Thái chứ không có mục đích xây dựng cái mảnh đất của họ. Dưới sự lãnh đạo của Hamas. Và quý vị, người dân Hoa Kỳ nhận rõ điều này. Do đó, họ trước đây thì họ nghĩ rằng hòa bình là tốt nhất. Nhưng hòa bình dựa trên yếu tố nào mới là quan trọng. Ai cũng muốn có hòa bình. Nhưng hòa bình ngắn hạn dựa trên yếu tố thỏa hiệp hay là dứt khoát và dứt điểm giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Chính điều này nó dẫn tới cái cái thay đổi của người dân Hoa Kỳ. Cái thay đổi của người dân Hoa Kỳ, họ không chạy theo những lời kích động. Họ không chạy theo những cái bài đạt. Và những cuộc biểu tình ở trong các cái khuôn viên trường đại học của những kẻ bài do Thái đã thất bại hoàn toàn thất bại hoàn toàn. Họ không kéo được, họ không kéo được cái cái gọi là lôi kéo được cái chủ nghĩa bài do thái lan rộng hơn. Họ không lôi kéo được. Và người dân Hoa Kỳ đã bắt đầu bình tĩnh, họ bắt đầu nhìn lại tình hình Trung Đông, họ bắt đầu nhìn lại xã hội họ đang sống. Họ thấy rằng là họ đã bị kích động rất là nhiều. Họ bị kích động bởi giới truyền thông, bởi giới có mục tiêu chính trị chạy theo kéo, với thành một cái đám đông bay đàn biểu tình ở khắp nơi để mà thay đổi một cái phần nào đó trong chính sách và họ nhận ra tất cả đều mang ý nghĩa chính trị nó không phải mang ý nghĩa phục vụ cho người dân mà nó mang cái ý nghĩa về mặt chính trị tức là tạo lợi thế cho một phe đảng nào đó một đảng phái nào đó thôi do đó quý vị chứng kiến từ đầu năm tới bây giờ cái cuộc chiến và sự cứng rắn của ông netanyahu đã tác động trực tiếp vào xã hội hoa kỳ là người dân Hoa Kỳ không còn bị đẩy vào một cái vùng màu xám, hoang mang không biết đúng và sai, chỉ chọn một cái giải pháp ôn hòa trước mắt. Nhưng kể từ khi xảy ra cái biến cố này và sự cứng rắn của ông Netanyahu, người dân Hoa Kỳ thức tỉnh. Một phần là do cái sự cứng rắn và à, của ông Trump, nhưng một phần khác là do tác động của cuộc chiến của do Thái. Nó làm cho người dân Hoa Kỳ tỏ rõ lập trường hơn và nhìn rõ hơn. Nhìn rõ hơn cái trắng và cái đen không còn vùng màu xám và nhìn rõ hơn cái chủ nghĩa ác độc của khủng bố nó như thế nào và gợi cho họ nhớ lại cái biến cố ngày 11 tây tháng 9 khi đất nước Hoa Kỳ bị khủng bố do đó quý vị người dân bình tĩnh người dân bình tĩnh họ không còn bị lôi kéo vào những cái trò tuyên truyền vào những cái trò định hướng của một đám truyền thông mà nấp dưới bài chiêu bài của truyền thông nhưng thật sự là những kẻ đi theo chủ nghĩa bài do thái và quý vị đây là cái tác động mà Netanyahu đã mang lại cho nước Mỹ. Cái tác động sự cứng rắn của ông. Và thứ hai, người dân Hoa Kỳ lại nhìn qua một góc cạnh góc khác. Họ nhìn thấy rõ cái sự nhu nhược của chính quyền Joe Biden và Kamala Harris đã để cho tất cả những cuộc chiến xung đột xảy ra trên thế giới. Chỉ vì cái thái độ nhu nhược, nhu nhược thỏa hiệp mà ông ta gọi là mềm dẻo. Họ thấy được, để duy trì được cái tư thế lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới, chúng ta cần một lãnh đạo cứng rắn, một chính sách cứng rắn đối ngoại. Không phải là cái chính sách mềm dẻo, không phải là chính sách thỏa hiệp. Thì cái bị tác động của ông Netanyahu và cái đảng bảo thủ của ông ở tại, tức là đảng Likud ở tại Do Thái đã làm cho nhiều người dân Hoa Kỳ bắt đầu thấy rõ sự cứng rắn và lập trường. Và từ cái câu chuyện của Trung Đông, họ nhìn vào thực tế cuộc sống của nước Mỹ, và cái hướng đi của đất nước Mỹ này. Họ thấy sai được, wrong track. 76% người dân Hoa Kỳ bây giờ đều nhận định và kết luận là đất nước đã đi sai được. Dưới triều đại của Joe Biden và Kamala Harris. Đất nước đi sai được bởi vì chúng ta bị đẩy vào một cái khu vực thỏa hiệp tạm thời giải quyết những cái trước mắt mà không nghĩ tới những cái biện pháp lâu dài chấm dứt tất cả những cái cuộc xung đột chấm dứt tất cả những cái tình trạng gọi là mềm dẻo nhu nhược à, ở ngay trong nội, đồ, nội bộ Hoa Kỳ mềm dẻo nhu nhược này là chăm trước cho những kẻ được xem là phạm tội chăm trước cho những kẻ nhập cảnh một cách bất hợp pháp và những cái chính sách được nhân danh cái ngôn ngữ tốt đẹp là công lý xã hội đã tạo ra một cái uh, vùng uh, một cái uh, tạo ra một cái một cái biến một cái biến hóa của xã hội tức là gần như nó đi tới băng hoại những kẻ mà được xem là tội phạm thì bây giờ được vinh danh còn những người gìn giữ an ninh trật tự thì bị kết án tù nặng này nó thay họ thấy được một cái xã hội đảo lộn do cái tinh thần gọi là second chance của lực lượng cấp tả à, cấp tiến cực tả nó cứ nghĩ là cơ hội đồng đều cho mọi người nâng cao giá trị quyền con người quyền con người được nâng cao nếu người đó sống biết đóng góp cho xã hội và biết gìn giữ cái xã hội của mình quyền con người không dành cho những kẻ giết người hãm hiếp nhưng mà quý vị những kẻ cực, cực tả cấp tiến này nó đánh đồng tất cả người sống lương thiện và những kẻ sống có giả tâm nó đánh đồng tất cả và nó gọi là công lý xã hội khiến cho xã hội hoa kỳ trở nên băng hoại hơn mất đi tất cả những tôn ti trật tự trong xã hội, tôn ti trật tự trong gia đình. Và ngay cả cái kinh tế của đất nước cũng thiếu cái hướng đi luôn. Đây là cái tình trạng mà người dân Hoa Kỳ bừng tỉnh. Và cái thái độ dứt khoát của ông Netanyahu đã khiến cho người dân Hoa Kỳ biết rõ đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chính, đâu là tà. Và người dân bắt đầu phân tích đối chiếu so sánh để đưa ra chính cái nhận định của họ và đưa ra chính cái quyết định của họ trên cái tinh thần độc lập không bị tác động bởi cái uh, chủ nghĩa bày đàn và kết quả quý vị quý vị thấy rất rõ người dân đã không chạy theo những cái trò biểu tình vớ vẩn nữa không đốt phá cướp phá đập phá nữa họ không hùa theo cái này giống như những buồn bầu cử trước mà họ bình tĩnh hơn họ không bị giật dây bởi những cái phong trào mang cái danh nghĩa tốt đẹp nhưng mà cuối cùng chỉ là đóng chỉ là uh, có cái uh, động cơ chính trị ở phía sau. Người dân bình tĩnh hơn. Và họ có một lập trường dứt khoát hơn. Đó quý vị thấy, khi xảy ra biến cố ở Trung Đông, thì quý vị, người dân vẫn còn bị hoang mang. Đến lúc mà tất cả những thành phần cứng rắn của Đạo Hòa lên tiếng, thì quý vị, người dân bắt đầu nhìn rõ lại cục diện của Trung Đông. Và họ thấy rõ, họ thấy rõ là cái chính sách mềm dẻo của nước Mỹ đã đẩy nước Mỹ vào thất bại. Không những là không bảo vệ được cho đồng minh, mà làm cho tư thế của nước Mỹ bị suy yếu trên thế giới. Chủ nghĩa độc tài toàn trị của Nga và Trung Quốc càng lúc càng phát triển. Càng lúc càng phát triển ở nhiều khu vực, từ Phi Châu qua tới Trung Đông, qua tới Á Châu. Cái chủ nghĩa độc tài toàn trị này, nó đang phát triển ra. Chỉ vì cái chính sách nhu nhược và cái chính sách mềm dẻo của Joe Biden và Kamala Harris. Do đó quý vị, người dân bắt đầu có một cái khuynh hướng rõ ràng hơn, tức là lập trường rõ ràng hơn không còn cái kiểu mà ô hộ tao đứng ở giữa tao giải quyết chuyện của hai đứa bay mà họ nhìn rõ đứng ở giữa là giữa hai quốc gia có những cái quan quan điểm riêng nhưng không thể đứng giữa giữa một cái quốc gia và một nhóm khủng bố chúng ta không thể đứng giữa một cái quốc gia có tên tuổi đàng hoàng với một nhóm khủng bố không được thừa nhận Chúng ta không thể ứng giữa làm trung gian mà chúng ta phải giúp cho cái quốc gia này triệt tiêu khủng bố. Tại vì triệt tiêu khủng bố ở tại Trung Đông thì có nghĩa là triệt tiêu luôn cái lực lượng khủng bố tại Hoa Kỳ và kể cả tại Âu Châu. Người dân Hoa Kỳ bắt đầu đứng, nhận rõ hơn lúc nào chúng ta đứng ở giữa, lúc nào chúng ta giữ thái độ nêu trột. Và lúc nào thì chúng ta cần phải đứng về một phía để trấn áp những kẻ có tâm hồn ác độc hay trấn áp những cái tổ chức có cái khuyên hướng ác độc đe dọa tiêu diệt một dân tộc khác. Do đó quý vị, cái tác động tích cực mà cái biến cố ngày 7 tháng 10 đã ban lại trong kỳ này mà tôi nhận định theo cái chiều hướng tích cực, nó làm cho tất cả mọi người bình tĩnh và chọn đúng hướng đi của mình. Không còn bị dẫn dắt bởi đám truyền thông, dẫn vào một cái mê cung. Họ không biết lối ra. Mà 30 năm nay rồi quý vị, từ thập niên 90, tức là từ cái lúc mà Bill Clinton lên làm tổng thống, chúng ta đã bị dẫn vào một cái mê cung không biết đúng và sai, không biết tránh và tà. Và cũng không biết được đâu là khủng bố, đâu là một tổ chức chính danh đàng hoàng. Vì đó quý vị, chính điều này nó đã làm cho xã hội Mỹ bị bất ổn, nó làm cho toàn cầu bị bất ổn. Nhưng mà sau biến cố ngày 7 tháng 10, thái độ dứt khoát và đi tới nơi tới chốn của Netanyahu đã làm cho người dân Hoa Kỳ một phần nào bừng tỉnh cộng thêm cái chính sách cứng rắn và những cái cái chiến lược cứng rắn của ông Trump. Họ nhìn lại, họ đối chiếu với 4 năm của ông Trump. Họ thấy rõ ràng, ông Trump đã đi một cái chính chính sách cứng rắn, dứt khoát, thì lại kiến tạo được hòa bình. So với cái chính sách mềm dẻo nhu nhược của Kamala Harris và Joe Biden, thế giới hỗn loạn, xã hội Hoa Kỳ hỗn loạn. 4 năm dưới triều đại của ông Trump, nhờ cái lập trường cứng rắn trong chính sách đối ngoại, nhờ cái lập trường cứng rắn trong việc điều hành vùng mã quốc gia mà kỷ cương quốc gia được chấn chỉnh. Kỷ cương quốc gia được chấn chỉnh, cái sự phát triển của xã hội à, nó được à, phát triển và nền kinh tế nó trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng mà 4 năm với triều đại của Joe Biden và Kamala Harris thì quý vị thấy rõ là kỷ cương lỏng lẻo. Chúng ta không biết tên tội phạm hay là người gìn giữ trật tự. 4 năm với triều đại của Joe Biden chúng ta không biết được là cái tư thế của một công dân hợp pháp một thường trú nhân hợp pháp nó khác biệt như thế nào với một kẻ di dân bất hợp pháp chúng ta không phân biệt được tại vì di dân bất hợp pháp bây giờ được nâng lên thành một được chăm sóc y tế đầy đủ được cung cấp nhà cửa được cung cấp thực phẩm còn nhiều hơn cả người dân hoa kỳ những người thường trú nhân hợp pháp và kể cả những công dân hoa kỳ người ta thấy được không người ta không thấy rõ được cái đường ranh giữa bất hợp pháp và hợp pháp như thế nào 4 năm dưới triều đại của Joe Biden. Nhờ cái thái độ cứng đắng của ông Trump, nhờ cái bản lãnh cứng đắng của Netanyahu, người dân Hoa Kỳ đã bắt đầu nhận rõ, phân biệt rõ ràng cái lằn ranh giữa hợp pháp và bất hợp pháp. Cái lằn ranh giữa cái định nghĩa giá trị con người trong một cái tinh thần tòa, thượng tôn pháp luật, trong một cái tinh thần được xem là mang tính chất gọi là hợp pháp. Nó khác với những kẻ bất hợp pháp như thế nào? Giữa một người sống lương thiện và một tên tội phạm nó có lằn ranh nó không thể xóa đi cái lằn ranh này được người dân hoa kỳ nhận ra và họ cảm nhận được từ các thành phố lớn cho tới các cái thị trấn hẻo lánh cái vị mức độ tội phạm đã tăng hết và nhờ cái cuộc chiến này nhờ cái sự cứng rắn và chính sách cứng rắn rõ ràng của cop và ông trump người dân bắt đầu nhìn rõ được cái đúng và cái sai và họ nhận định cho họ Chính vì lý do như vậy mà quý vị thấy cho tới bây giờ đa số dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ cho Israel, cho Do Thái. Bởi vì người dân Hoa Kỳ tin rằng chúng ta không thể dung dưỡng cho chủ nghĩa khủng bố. Do đó người dân Hoa Kỳ vẫn đứng về phía Do Thái. Hamas là khủng bố, Hezbollah là khủng bố, Houthi là khủng bố. Họ không phải là một chính phủ. Nhưng mà trước đó với cái thái độ nhu nhược của châu Ên nó đánh đồng những tổ chức này trở thành những tổ chức hợp pháp và có chính danh trên thế giới, trong khi những tổ chức này sát hại thường dân. thì quý vị, cái tác động của cuộc chiến này nó làm cho người dân hoa kỳ bình tĩnh hơn. sự cứng đắng của chính quyền netanyahu đã làm cho người dân hoa kỳ bị ảnh hưởng. họ thấy rõ, họ thấy rõ cái lập trường của một xã hội gọi là à, luật pháp nghiêm minh nó khác với một cái xã hội băng hoại như thế nào, vô luật pháp như thế nào và những cái chính sách mỹ dân cướp đi quyền của người khác như thế nào. Quý vị, hôm nay 7 tây tháng 10 đánh tròn đúng một năm kể từ khi mà Hamas mở cuộc tấn công khủng bố vào lãnh thổ Do Thái. Thì quý vị, cái phản ứng của chính quyền Do Thái nó đã thay đổi cục diện. Nó đã làm cho những cái đạo đức giả bị lột trần trụi trước mặt mọi người. Khi mà cái chủ nghĩa bài Do Thái bùng phát lên lớn nhất. Thứ hai, nó đã tác động tới cái chính sách và chiến lược của NATO đối với Nga trong cuộc chiến tại Ukraine và thứ ba nó đã tác động trực tiếp vào xã hội của Hoa Kỳ làm cho người dân Hoa Kỳ phân biệt rõ ràng đúng sai như thế nào không còn bị dẫn vào cái vùng màu xám không biết đúng sai hoang mang nữa thì quý vị đây là một năm tôi đánh giá lại cái cuộc chiến à, của do Thái chống lại chủ nghĩa khủng bố tại Trung Đông nó đã tác động vào xã hội Hoa Kỳ như thế nào và cái điều tích cực cái giá trị tích cực của nó mang lại là làm cho mọi người nhận rõ hơn trắng là trắng đen là đen không còn vùng màu xám cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau bye bye